coi cái tướng. Bữa nay Hiền cho mặt nguyên cây màu đỏ luôn nè mọi người. Rất là poppy bà ba. Poppy. Rất là thích đi chơi trong chính thức em. Con chạy coi, bình thường con chạy sao, chạy cho cô chú xem. Vậy. Trời. Con đang ngâm cứu gì vậy? Em cứu coi người ta làm đường bằng gì á hả? Ôi. Nhảy gì vậy? Tuấn. Ồ. Chào. Sao con? Này là Hiền đang quay ngược ánh mặt trời cho nên có thể nhìn hơi tối, cả nhà thông cảm nha. Tướng. Nhìn thấy máy bay á phải không? Máy bay đang bay ngang kìa. Mọi người nhìn thấy được không? Nguyên một đám chim nó tụ ngay trên cái cây đó luôn. Dưới đây có. Woodward, đi đâu vậy? Come on, let's get in. Coi tướng em của chú ơi. Come on. Xin chào mọi người. Mọi người ơi, tối nay chồng của Hiền đã làm xong cái món thịt rồi nè. This is beef bowl rye bub. Dạ, đây là thịt bò viên mọi người. Có nghĩa là thịt viên mà làm từ bò. Không nhí nhố gì đấy vậy, trời ơi. Luôn lúc nào cái quần kiểu như vậy hết trơn á con. Em muốn em diễn cho mọi người xem đó. Em chạy lại cái máy quay rồi em kêu mẹ quay nè. Hi mọi người. Mọi người ơi, cái cử tối hôm nay là anh chồng của Hiền làm. Là có people thịt bò băm mà tạo thành cục như vậy mọi người ha. Và khoai tây nghiền. Và cái này gì vậy xã? What's this one? That is a jalapeno. Và đây là ớt jalapeno. Ngon con. Em muốn ăn tối rồi đó cô chú. Mà có ăn trái cây luôn rồi à, nhưng mà cái này đút thêm dặm dặm thêm cũng chả, cũng chịu rồi ta. Cũng chịu món khoai tây rồi ta ha. Ngon ha con ha. Bây giờ xin mời mọi người sang cử tối gia đình Hiền. Em Quýt ơi, con xin chào mọi người chưa? Xin chào đi con. Xin chào. Em Quýt. Em Quýt. Hôm bữa nay em làm tiếng rồi mọi người. Rồi bây giờ Hiền sẽ ăn thử coi. Ớt jalapeno nè mọi người. Cái ớt này ở siêu thị Woolies Hiền hay thấy bán. Hình như là $30 a kilo at Woolies, this one. Wow. Remember? Really? Yeah. Ớ thì 20 yep. At least. Thì nhớ là 20-30 đồng những ký mọi người. It's free at our house. Mm. We got heaps of them. Yeah. Mm. Cái ớt hồi thè. Want some more? Không mềm cái. Chuẩn quá. Mẹ cũng ăn giống con. Ớt hơi thè. Khoai tây thì nó mặn mặn. Vừa ăn. Let's try one of these meatballs. Yep. Thôi còn mát thumbnail đã. Vừa đây. Em muốn look at us like what you do đúng. Bây giờ Hiền sang thử cái thịt bò mà anh làm mọi người. Cay. Vừa ăn. Anh có để hộp caraway xích cho chổng. Cái hộp caraway á, ăn cũng được đó mọi người. Mọi thứ đều rất là đậm vị. Ai cho con nữa chưa? Ôi ôi một họng luôn à hả? Mẹ cho miếng được không? Nãy mẹ chưa cho được miếng nào. Dựa vô mẹ. This mash pretty strong luôn á. Strong? Pretty strong. How's the chilies? Chilies like not too spicy.
Mmm, sweet. It's sweet, very sweet. Thấy? Mmm. Cái ớt cực kỳ ngọt. Không có cay mà nó ngọt. And it has smoky flavor. Mmm. You know what, bấm. Why don't you use this one as capsicum? I do. That's what this is. Because I don't like capsicum flavor, but I like this one. Yum. Giống mì đinh rồi. What time chili did you put in the meatball? I used the chili powder. So I think it's habanero powder that I made. Yeah. Not too spicy, is it? Spicy. It's like 4 out of 10. Không vừa rồi. Hiền hỏi ông xã Hiền xài ớt gì vậy? Nói anh xài cái ớt bột habanero mà anh hái từ vườn nhà rồi tự làm mọi người. Cái độ cay này nó cỡ khoảng 4/10. Cũng được. Ngon. Ngon không ta? Yeah. Ngon quá ha. Con nít là vậy mọi người. Muốn cho vô nè. Muốn về phim đó. Là phải cho lên. Phải cho lên thì phải có đồ chơi hoặc là đồ ăn gì đó. Bỏ này nè. Làm mình để cho con. Vô. Nè. Không chơi nữa hả? Cái mặt này cô chú ơi, bị con muỗi nó cắn. Hôm qua dẫn ra đường chơi bị con muỗi nó cắn. I picked another probably 10 or 12 of those jalapenos today. So wow. They're just a little bit spicy. Was that? They're spicy, but I don't want it. It's close to the core. Not the type of fruit, but the cold. Wow. Oh, the chilies. Yeah, jalapeno. Oh, hồi nãy giờ mới chịu xin chào mọi người rồi. Xin chào lại. Oh, I just noticed. Xin chào. Hồi nãy giờ mới để ý là mình đang trên TV. Ôi, từ. Phấn khích quá cô chú à. Em phấn khích quá. Ôi, dớt rồi, daddy. Dớt rồi. Chưa đến lọt. Phấn khích quá mọi người ơi. Giờ đấy. No. Let him cough it up. Stuck in there, is it? Cái trái ớt rồi không cay. Mà trái ớt này ngộ luôn mọi người. Mọi người ăn khúc đầu nó không đi cay. Càng dễ cuốn nó mới cay. Cái này mình ăn á, nó sẽ nhanh hơn, ăn ngon. Mà nó it fills you up pretty quick. Hot feeling this meal. That's the point. That's the idea. Cái củ này ăn nhanh no lắm cả nhà. Nhanh nhé. Hồi đó giờ thì mở kênh cũng thời gian rồi ha. Nhưng mà mình chỉ làm bài video để nói về là cái chuyện vì sao mà lấy chồng Tây hả mọi người. Đi kìa. Thì chưa có làm video mà để nói về yeah. Come on. Cái hành trình đến nút của Hiền. Cho nên nếu mà bạn nào có hứng thú thì cứ bình luận. Hiền sẽ làm video kể về
cái hành trình đến đây cuộc sống ra sao. Đây là có hứng thú thì nhớ nói thì biết nha. Wow, cay quá. I like those onions. Hành tây ngọt với sao? Good onion and chili. Đúng rồi. Ăn được, ăn đi con. Ăn tối rồi nhưng mà ăn nhiều càng tốt ha. Em quýt đâu có mập đâu, đúng không con? Đúng không? Dạ. Đây là con mỏ kìa. Rồi được rồi, that jalapeno could be spicy. Sao ăn với mỡ? Ôi ôi, hôm nay Wood ăn khoai tây nghiền mà ba làm ngon lành. Cái mặt thì nó đang bị với một ruồi, ủa một mụn nè mọi người. Nó đau. Lòng cái tổ chát cho cái một mụn. Nó bị tựa lúc mình ăn mì chay á. Wood cho mấy cái thì chán miếng nữa. Hồi em Wood thích cái khoai tây này dễ sợ luôn cả nhà. Anh ăn xong rồi kìa, có một thực tế là ha, mấy cái món người Tây với mọi người không biết tại sao mà Hiền không ăn được quá nhiều cùng một lúc. Hồi ăn rồi cái Hiền nghỉ một chút, cái Hiền mới ăn tiếp. Mới là bị hay đúa. Chắc tại hồi nhỏ á. Không có được đồ ăn đồ Tây với mọi người nên vợ bị hay đúa. That was tip top. Sorry, buddy. You're gonna have to eat mum's potato now. I think he's had enough. Yeah, he's had enough. Enough potato for tonight. Đủ rồi ha con. Thổi là thấy nguy hiểm rồi đó. He blow the food out. That's the side. That. No more. Thanks. That's enough. He said enough. You hear that? Enough. Nope. Cả nhà ơi, thôi ảnh xong ăn xong cái dĩa này rồi. Gia đình của Hiền sẽ xin kết thúc cái phim này ở đây và hẹn gặp lại cả nhà vào phim sau ngày mai. Đừng quên like, share, chia sẻ ủng hộ kênh của tụi mình. Cảm ơn. No. Xin chào happy boy. Lần nữa, một cái nữa. Xin chào. He was waiting for it. Yeah.